Xin chào anh chị và bạn đã đến kênh YouTube của Thuận Đoàn. Rất vui được gặp lại anh chị và bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì vừa rồi mình có nhận được thông tin bình luận của bạn VV. Thì bạn có hỏi là về chi tiết đền bù của tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ đi qua khu vực huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì ngày hôm nay mình làm clip và xin gửi đến bạn về tiến độ hình thành của cao tốc này. Nếu như mà bạn VV, anh chị và bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình dự định nhé. Anh chị và bạn quan tâm đến thông tin hoặc địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và bạn trong thời gian sớm. Thì vừa rồi, trong giai đoạn giữa tháng 9 thì đã thống nhất được phương án thiết kế đường gom và lịch giao mặt bằng dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Thì theo mà Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, dự án chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan để phối hợp với các chủ đầu tư dự án thành phần để thỏa thuận các nội dung về hướng tuyến đường gom, hầm chui, dân sinh, cầu vượt, nút giao theo một số nguyên tắc. Thì Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ triển khai nghị quyết số 91 theo xoẹt nghị quyết chính phủ ngày 25 tháng 7 năm 2022 của chính phủ về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1. Thì theo đó thì trước tiên là thống nhất phương án thiết kế đường gom để triển khai dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Bộ Giao thông Vận tải các địa phương thành lập ban chỉ đạo dự án, đồng thời khẩn trương rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật để triển khai các dự án thành phần được phân cấp làm cơ quan chủ quản. Thì theo đó thì chính quyền các tỉnh thành dự án được yêu cầu chỉ đạo các sở ngành quận liên quan để phối hợp với các chủ đầu tư, các dự án thành phần thỏa thuận các nội dung về hướng tuyến dự án, đường gom dự án, hầm chui dân sinh, cầu vượt, nút giao theo một số nguyên tắc. Thì theo đó thì mình xin giải thích thêm, đường gom là đường kết nối dân sinh các địa phương thống nhất theo quy mô chủ yếu theo đường giao thông nông thôn loại A hoặc là loại B tùy theo nhu cầu. Thì riêng đối với một số đoạn kết nối với khu đông dân cư thì sẽ xem xét quy mô giao thông làn xe, hai làn xe cơ giới. Thì đối với hầm chui dân sinh, cầu vượt, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương dự án nghiên cứu tổng thể kết nối giao thông khu vực để luận chứng lựa chọn vị trí, quy mô cho từng hầm chui đảm bảo phù hợp. Trong trường hợp mà khu vực lân cận đã có cầu vượt thì không thể sử dụng hầm chui có tỉnh không lớn. Các hầm chui có quy mô lớn phải phân tích so sánh kinh tế, kỹ thuật với phương án cầu vượt nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp. Thì đi qua những địa phương mà tiếp xúc với khu vực đông dân cư thì sẽ có hai phương án, một là hầm chui, hai là cầu vượt. Tuy nhiên là về quy mô thì hầm chui sẽ rất là tốn kinh phí so với cầu vượt. Đối với đường cao tốc đi trùng với đường giao thông địa phương thì Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn là hoàn trả theo quy mô tương đương đường hiện hữu. Nếu đường hoàn trả kết nối trực tiếp với các quốc lộ, đồng thời thì trùng với các quy mô của địa phương thì có thể xem xét theo quy hoạch của địa phương, song quy mô không vượt quá hai làn xe cơ giới. Còn đối với các hạng mục nút giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thiết kế chỗ giao nhau đường cao tốc phải đảm bảo quy mô cầu vượt ngang cơ bản theo quy mô đường hiện hữu. Nếu địa phương đã có quy hoạch mở rộng đường ngang nhưng phần mở rộng không đủ để xây dựng thêm một đơn nguyên cầu mới, có thể xem xét xây dựng cầu vượt ngang theo quy mô quy hoạch. Thì về nguyên vật liệu phục vụ thi công, nhất là vật liệu san lấp, chính quyền các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở ngành địa phương rà soát, thống kê các mỏ vật liệu xây dựng thông thường
gồm các mỏ hiện đang khai thác, các mỏ có trong quy hoạch và các mỏ chưa có trong quy hoạch trên địa bàn thành phố để cung cấp cho chủ đầu tư tư vấn phục vụ điều tra khảo sát các mỏ vật liệu, bảo đảm trữ lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của dự án. Thì khi mà xây dựng tuyến cao tốc này thì những cái cơ sở, những cái mỏ mà cung cấp vật liệu xây dựng mà của địa phương thì sẽ được ưu tiên hơn. Thì theo đó thì phải hoàn thành các báo cáo trước ngày 12 tháng 11 năm 2022. Thì Bộ Giao thông Vận tải đề nghị là các địa phương như là An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ hoàn thành các báo cáo tác động môi trường các dự án thành phần được phân cấp cho địa phương quản lý đến trước ngày 12 tháng 11 năm 2022 để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt. Thì các địa phương phải hoàn thành thẩm định phê duyệt các dự án thành phần được phân cấp quản lý trước ngày 20 tháng 1 năm 2023, bảo đảm khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 như kế hoạch đã đề ra. Thì để các dự án thành phần của dự án được diễn ra đồng bộ, nhịp nhàng, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các tỉnh thành như là An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ chủ trì phối hợp với các bộ triển khai dự án nhằm đảm bảo thực hiện đồng bộ thống nhất, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nếu có liên quan đến các vấn đề kỹ thuật chuyên ngành. Thì ngoài ra thì Bộ cũng lưu ý các địa phương cần quản lý chặt chẽ ban hành giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất đảm bảo đúng quy định pháp luật, tuyệt đối không làm tăng chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Thì tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng gồm 4 dự án thành phần. Cụ thể thì dự án thành phần 1 trên địa bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ có chiều dài là 57 km, tổng mức đầu tư là ước tính hơn là 13.800 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ chiều dài hơn 37 km thì tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang chiều dài khoảng 37 km và tổng mức đầu tư là hơn 9.900 tỷ đồng. Và cuối cùng là dự án thành phần 4 nằm trên địa bàn hai tỉnh là Hậu Giang và Sóc Trăng, chiều dài là 57 km và tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Thì theo cái bình luận của bạn VV, theo câu hỏi của bạn VV thì mình xin trả lời là hiện tại là các địa phương chưa thống nhất cái chi phí đền bù, tại vì đang trong cái giai đoạn mà khảo sát những cái vấn đề mà liên quan đến tuyến cao tốc. Khi nào mà thống nhất giá đền bù mình sẽ chia sẻ đến bạn VV và anh chị và bạn sau. Nếu như mà bạn VV, anh chị bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhiều hơn nhé. Anh chị và bạn quan tâm đến thông tin về địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ anh chị và bạn trong thời gian sớm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và bạn.